Rồi, hai anh em xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Ngố Nguyễn nha. Xin chào tất cả mọi người. Thì lại là em Lam đây ha. Hiện tại em đang làm cửa hàng xe máy An Thành Phát nha. Nãy trước khi bấm máy em có chia sẻ với anh là có tin gì vui với những cái dòng này lắm đúng không? Anh đón xem, anh có thể nhìn một dàn này so với clip trước đi. Sẵn tiện là camera quay lướt qua luôn sơ cho anh em thấy được cái tổng quan á, coi là mọi người cùng với em đón thử rồi có gì khác không. Chứ nếu mà em thực tế đang đứng ở tại vị trí này á, thì như là anh thấy là nó vắng xe hơn, nó ít xe hơn so đúng với rồi. Những clip gần đây. Đúng dạ không? Đúng rồi. Thì đợt trước á, là Sonic là cũng khoảng rơi vào khoảng tầm là 3-4-5 con mà màu trùng trùng nhau đúng không? Đó, mà bây giờ là 3 con mới luôn. Chính xác luôn, là anh định vừa nói là cái con Repsol này là con mới hoàn toàn luôn nè. Yeah. Con này là những clip trước anh chưa thấy nè ha. Dạ. Yeah. Rồi, thì còn mấy con kia đâu em? Mấy con kia hả? Khách hàng đã rước về Vinh rồi anh à. Vậy là giờ còn ba em này, coi có anh nào mà cần rước không thì lên đây gặp Kiều Lam để rước luôn về nha. Dạ. Yeah. Thì điều đặc biệt mà khách hàng luôn yêu quý cửa hàng của em á, đó chính là khi mà cửa hàng em báo giá là đều bao gồm thuế VAT. Đó. Là giá xe Sonic là 48 triệu màu zin, màu sơn là thêm 2 triệu, lên cộng thêm tiền biển số là xong. Đó, cho nên là anh em mà lên muốn mua xe trả góp thì chỉ cần trả trước khoảng tầm 5 triệu đối với dòng Sonic thôi nha. Thì chần chờ chi mà không liên hệ với em, đợt này cửa hàng còn có chương trình ưu đãi giảm giá là 1 triệu đồng khi có liên hệ đặt lịch trước. Và được hỗ trợ thêm là đóng bảo hiểm, áo mưa. Xe Sonic đợt này là cửa hàng đang có hỗ trợ là cho mình là bảo hành 5 năm tại cửa hàng luôn. Đó. Mọi người mua xe sẽ được tặng thêm định vị nữa nè. Màu sơn thì sẽ được bảo hành 1,5 năm luôn. Ok em. Dạ. Coi như nãy giờ anh có nghe thoáng qua là mình sẽ được giảm đi 1 triệu đồng nếu liên hệ trước với em là rồi. Một anh em ha. Tặng thêm một cái bộ định vị nè. Đúng rồi. Rồi nón bảo hiểm, không biết nón bảo hiểm gì ta. Nón bảo hiểm bên em có hai loại. Một loại là 3/4 đầu với một loại là nón full đầu luôn. Gọi là full face đó ha. Đó. Ok. Thì Sonic thì giống như nãy giờ em hai anh em cũng đã nói là mấy 3-4-5 con kia á là đã đi rồi. Ba con này là ba con mới vừa độ lên luôn. Màu mới vừa lên luôn. Mấy con kia là đã được các chàng trai cô gái rước về Vinh rồi nha. Con này em thấy là được mình sơn lên chứ cái màu Repsol cũng đẹp ghê ha. Đúng rồi. Rồi ngày xưa con này á là phiên bản zin á nhưng bây giờ bỏ mẫu rồi. Đúng rồi. Cho nên là tụi em sơn lên mâm là mâm sơn luôn nha. Con này được lên phuộc nè, cũng rất là đẹp luôn. À điều đặc biệt nha, anh chị mà liên hệ với em trước nha, có nghĩa là vô mà nó có xem clip của Kiều Lam á. Hoặc là có liên hệ với Lam là tặng thêm cái ba ga nữa. Dạ. Đây, cái ba ga như thế này là được tặng anh em nha. Còn nếu mà thật sự mình mua là cũng một vài trăm đó chứ không phải là ít đâu nha. Đúng rồi. Con này là có liên hệ là được tặng free luôn em. Dạ. Ok nha. Rồi ngoài ra thì còn có màu trắng nè. Con okay. Này thì con màu trắng này nha là cửa hàng chưa có lên mâm đâu. Nhưng mà anh chị em cứ để ý đi. Sonic này mà con màu trắng mà lên mâm màu mâm bạc hay là mâm trắng lên mâm 5 cây đồ á nhìn nó đẹp dữ lắm nha mọi người. Mọi người có để ý thử ha. Ok. Đó. Rồi thêm một con màu xám nè. Con này là khách hàng mua nhiều lắm nên cửa hàng luôn luôn sẽ đặt con này có sẵn tại cửa hàng luôn. Hình như này... con này anh thấy là có lên mâm rồi đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Có dạ. Lên mâm rồi đó anh em. Rất là đẹp luôn ha. Xám xi măng nha mọi người. Lên thêm cái gương kiểu nữa kìa. Anh chị em mà gắn gương kiểu tại cửa hàng á, có nghĩa là anh chị em mua gương rồi cửa hàng sẽ trả gương zin về cho mình á. Ok. Dạ. Đây Satria ha. Satria với Rider thì nó nằm ở bên kia. Đây. Satria thì hiện tại cửa hàng đang có chương trình giảm giá chỉ còn 43 triệu 500 nghìn đồng thôi. Mua trả góp trả trước 4 triệu, Raider là 39 triệu 500 nghìn đồng. Rồi. Mua trả góp trả trước cũng rơi khoảng tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu luôn. Đó. Ok. Rất là đẹp luôn. Hôm nay cho anh hỏi coi nếu như mà em tư vấn với những khách hàng á thì em thấy là khách thường hay là hỏi Satria nhiều hơn hay là mấy cái dòng Sonic nhiều hơn? Thường thường khách hàng sẽ hỏi Sonic nhiều hơn mọi người. Mà điều đặc biệt không phải là em cứ phải nhắc đi nhắc lại vấn đề này nhiều, nhưng mà tại vì khách hàng hỏi quá nhiều, có thể là không xem kỹ hoặc là không có coi kỹ những tình huống anh em mình nói á. Khách hàng lại muốn mua trả góp không trả trước nhưng mà không lãi suất. Tức là khách hàng hỏi em rất là nhiều luôn chứ không phải là một hai người hỏi. Nhưng mà anh chị em hãy nhớ rằng không lãi suất giống như là khi anh chị em mua đó đúng không, có cái điểm tín dụng, cái thẻ tín dụng á, anh chị em quẹt thẻ giống như mua tiền mặt tại cửa hàng đó, nhưng mà lãi suất nó rẻ, nó có vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà hàng tháng chị phải đóng tiền vô cái thẻ đó, thẻ tín dụng đó, là thẻ tín dụng á, chứ không có cửa hàng nào mà không lãi suất cả. Nên là anh chị em hay kiểu mà tôi muốn mua trả góp không đồng không lãi suất. Ok hen. Vậy là ý em đang nói là khách đang hỏi cái việc là mua không đúng lãi suất hay là khách muốn mua không lãi suất?
muốn mua không lãi suất luôn. À, mình nói một cái ví dụ nó hoàn tí xíu về cho anh em bà con mình hiểu nha. Bây giờ ví dụ như anh chị các bạn mình có rất là nhiều tiền, giờ một cái người xa lạ không quen biết với mình là mượn khoảng đâu 40 đến 50 triệu, đúng không rồi. Biết gì mình luôn nha, 40 đến 50 triệu mà cho là họ có giấy tờ đầy đủ các kiểu luôn mà tự nhiên không quen biết xa lạ vậy là mình mượn xong rồi cái họ hẹn là 2-3 năm sau họ trả, mà trả đúng cái số tiền đó mà không có lãi suất không gì hết thì các bạn anh chị mình chịu không? Với lại mình có ớn, mình có ngán vào một người xa lạ mình mà cho mượn tiền như vậy, mình có ngán có ớn không? Sao đó. Có được đúng không mọi người? Y xì luôn mọi người ơi. Cho nên là cái vấn đề mà anh em chắc là hẳn là coi clip nào cũng nói, nhưng mà mọi người kiểu như không có xem kỹ đó hay chỉ nghe sơ qua thôi. Thì ví dụ như mà 10 tin nhắn thì trong đó cũng có khoảng tầm 7-8 tin nhắn nhắn là không lãi suất, muốn mua trả góp không lãi suất, còn những tin nhắn còn lại thì mua tiền mặt nên là tất nhiên không lãi suất rồi. Ok em, vậy thì anh em mà muốn không lãi suất như vậy thì mình phải đi làm thẻ tín dụng ha. Thì có cái thẻ tín dụng ở xong là anh em như là chẳng hạn ví dụ thẻ tín dụng đó mình có 50 triệu đó đi, thì mình mua chiếc xe 40 triệu thì mình, hoặc là mình mua chiếc xe 50 triệu đi thì coi như là số tiền trong tín dụng nó chuyển hết cho cửa hàng như các bạn đang mua tiền mặt vậy đó. Còn các bạn anh chị mình sẽ đóng tiền lại với bên ngân hàng, bên thẻ tín dụng đó chứ không có liên quan đến bên cửa hàng nữa. Đó là như vậy đúng không? Rồi, y như vậy luôn á. Rồi. Rồi tư vấn giùm anh Rider Satya luôn dạ nha. Dạ rồi. Thì như hồi nãy em có nói á là khi giờ em đang nói chị cứ quay giùm em xe là được. Okay. Khi á mà mọi người mua Rider là giá là 39.500.000 đồng. Nhớ rõ em báo luôn là từ màu jean, cứ màu sơn thì thêm 2 triệu. Rồi, đó okay. Còn Sachi là 43.500.000 đồng. Đó, màu sơn thì thêm 2 triệu, biển số giấy tờ tính riêng. Rồi. Ví dụ mà anh chị em muốn cửa hàng làm biển số thì alo cho em, cho em biết địa chỉ cụ thể là ở đâu. Rồi. Còn nếu mà về vấn đề trả trước đối với dòng Rider thì khoảng tầm 3.500.000 đến 4 triệu đồng. Còn Sachi thì khoảng tầm 4-5 triệu. Và lưu ý đặc biệt trong video này em luôn khuyến khích anh chị em trả trước cao để được mức ưu đãi tốt nhất và lãi suất rẻ nhất, rơi vào khoảng tầm 0.9%. Đó. Okay. Vì những cái dòng xe này cửa hàng sẽ bảo hành cho mình là 3 năm toàn quốc tại các hãng siêu kỳ luôn nha. Còn đối với dòng Sonic anh em mua tại cửa hàng của em bảo hành anh em 5 năm tại cửa hàng, màu sơn bảo hành 1.5 năm. Đó, bung cấp mẫu sơn cửa hàng bao sơn lại không tốn phí nha. Đó. Thì ngoài những cái dòng như là Silky, Satria, Raider thì cửa hàng còn có những dòng phân khúc lớn, phân khúc mô tô và phân khúc nhỏ em nhầm. Đây, mô tô phân khúc nhỏ nha. Đó. Thì mọi người có thể xem sơ qua. Tại vì dòng này cửa hàng đang có chương trình ưu đãi rất lớn luôn. Ví dụ như chẳng hạn con này đi. Đó, con GX này cửa hàng đang bao xuất hóa đơn cho anh chị em tự làm biển số luôn, có nghĩa là bao thuế VAT, bao xuất hóa đơn, bao này bao nọ, bao nói chung là bao cho anh chị tự em làm biển số nha, không có xin gì cả luôn. Đó, 46 triệu. Đúng 46 triệu. Muốn thì em xếp xe về cho mình. Anh ví dụ anh đang ở ngoài Bắc bây giờ, anh thích con xe này quá, đó em sẽ xếp xe về cho anh chị luôn. Bây giờ xếp xe thì anh chị chịu cho em cái phí xếp xe thôi, còn lại là bên em sẽ hỗ trợ cho mình bao xuất hóa đơn, bao thuế VAT, bao trọn gói luôn. Đó. Coi như với cái giá 46 triệu là anh chị mình mua được rồi. Còn từ ở Bình Dương này mà chẳng hạn ship về một cái tỉnh nào đó, chi phí bên vận chuyển người ta lấy 500 hay 700 gì đó. Đúng rồi. Thì coi như anh chị chỉ tốn tất cả chi phí là 40 em mới báo 4 mấy anh quên. 46 triệu. 46 thì coi như 46 triệu 500 hoặc là 46 triệu 700. Mình ví dụ là như vậy anh em nhé. Và không phát sinh thêm một đồng nào khác nữa. Đúng là rồi. Mọi người lưu ý vấn đề này ha. Rồi, ok rồi. Em. Ngoài ra cửa hàng còn có dòng Bandit nữa. Bandit okay. 51 triệu bao xuất hóa đơn về luôn. Bandit thì cái mẫu này cũng được ưa chuộng nhiều mọi người. Tại yên yên liền á, mô tô nó lại đẹp mà lại yên liền nữa thì đi xa đi phượt, đặc biệt là những anh trung trung tuổi á, đi gia đình là tuyệt vời luôn. Yeah. Hiện tại giá nó sao em? 51 triệu là em bao xuất hóa đơn luôn. Giống như đơn giản thôi, bây giờ anh chị em nói xa em hỗ trợ ship cho anh chị luôn. Có nghĩa là hỗ trợ ship nha, chứ không phải là bao ship nha. Hỗ trợ ship cho anh chị luôn. Đó, còn nếu như mà tại vì thường thường em nói thiệt chứ những anh chị em nào báo giá ảo là không bao giờ người ta dám bao xuất hóa đơn hay là bao thuế VAT hay là bao ship bao nói là anh chị ở đâu ship liền cho anh chị đâu. Đó. Và em là nói chung là anh chị em xem clip cũng khá là lâu rồi nên mình cũng biết về phần này, là em chỉ báo giá đúng thôi. Cứ lên thì ví dụ mình lên thì mình cứ cộng thêm cho em là tiền biển số. Muốn ship xe cộng thêm tiền ship rồi xong ha. Ok. Dạ rồi. Rõ ràng đúng không ơi? Như vậy là quá ok rồi ha. Rồi coi như anh em nào còn thắc mắc thêm mà anh em ở đây mà thiếu sót chưa tư vấn thì
mong anh chị anh em mình thông cảm bỏ qua nha, và nhớ liên hệ alo Bất Kiều Lam để được rõ ràng hơn nữa nha. Dạ. Ngoài ra còn có dòng R15 nha mọi người. Đây anh em, R15 nè. Mẫu này thì nó cũng rất là hot luôn ha. R15 hiện tại hôm nay là giá sao em? Hiện tại dòng 15 bên em bao suất hóa đơn là 63 triệu. 63 triệu nha. Dạ, là bao suất hóa đơn cho mình luôn nha. Nãy giờ mọi người có để ý là Kiều Lam có tư vấn một cái câu là tất cả giá báo trong video đều là nguyên bản màu zin, màu gốc hết. Đúng rồi. Còn khi các bạn lên lấy những màu độ sơn 3D hoặc lên đồ chơi thì phải tính thêm tiền, chứ không phải mà người ta báo cái giá mà nguyên bản ở đây mà lên cái lấy cái phiên bản độ mắc tiền nhất lấy mà tính cái giá nguyên bản thì đúng chuyện rồi. Đó không bao giờ xảy ra anh em nha. Đúng rồi, anh em phải lưu ý kỹ vấn đề này nha. Rồi rồi ha, mình bây giờ mình có thể quay sơ những cái dòng mô tô xong rồi okay. Anh chị em nào mà cảm thấy dòng nào mình thích á thì chị bằng hình lại em báo giá cụ thể cho nha. Rồi ok em. Đây thì mình có thể tới xem Vision luôn ha em. Dạ, một số màu Vision nha. Vision thì phiên bản rẻ nhất nó sẽ rơi vào khoảng tầm 31 triệu. Phiên bản cao nhất là rơi vào khoảng tầm 37 triệu là phiên bản thể thao. Okay. 31 triệu là phiên bản thường nha. Đó, mình có thể xem sơ qua nha, màu sơn thì cộng thêm tiền giùm em nha. 37 triệu là cái màu mà xám xi măng khi dạ, đúng rồi. Vừa xem qua xong mất thì đó. Còn hiện tại camera đang quay những cái màu như là cao cấp với lại tiêu chuẩn á, hình như là cao cấp đúng không em? Dạ đúng rồi, cao cấp và tiêu chuẩn luôn. Đó, còn đánh giá mà đặc biệt đó ha. Đây mọi người có thể xem sơ qua một số mẫu Vario màu zin luôn ha. Ok, đây Vario màu zin trong đây nha anh em. Hiện tại Vario bên em đang có chương trình giảm giá chỉ còn có 36 triệu 500 nghìn đồng thôi nha. Hình như là ngoài cái những cái dòng xe nhưng mà Sonic lúc nãy anh thấy mà vắng đi nhiều, hình như anh thấy là Vario nữa đúng không ta? Đúng Vario rồi, chỗ này nè. Anh em có thể theo dõi rõ luôn. Camera mình ở đây ha. Đây, rõ ràng luôn là Vario bị vắng đi rất là nhiều luôn. Mà cái màu xám xi măng thì lại tăng lên nhiều nữa nè. Đó. Mọi người thấy đọc không? Tăng lên nhiều bởi vì khách mua nhiều anh. Khách mua nhiều bắt buộc là phải sơn lên. Này màu này nó đẹp thật sự mà anh em ha. Đẹp mà sang nữa. Vario hiện tại giá sao em? Hiện tại Vario đang có chương trình giảm giá còn 36 triệu 500 nghìn đồng. Màu sơn cộng thêm cho em 2 triệu nha. Giá xe là em báo màu zin thôi nha. Chứ đừng cứ bắt 36 triệu bán màu sơn em bị đền tiền xỉu á. Rồi, ok. Dạ. Cửa hàng em còn có dòng Vario phiên bản đời cũ nữa. 125 phiên bản đời cũ, 150 có luôn. Đó thì đối với đời cũ là 44 triệu, 150 là 65 triệu. Đừng hỏi vì sao 150 giá quá cao nha. 150 thì luôn luôn là ngưng sản xuất là mọi người ha, là giờ giá nó sẽ nhỉnh hơn. Dạ. Ví dụ mà anh chị em mà mua màu sơn á thì nhớ cộng thêm cho em tiền sơn là 2 triệu đồng nha mọi người. Tại vì em báo là em chỉ báo màu zin thôi. Rồi, ok em. Rồi, cỡ đây em thấy là tới Vario 160 nè. Tôi cho mọi người biết nha. Dạ, hiện tại Vario 160 đang có chương trình là dùng chương trình thì cũng không đúng, tức là cửa hàng đang giảm giá thôi. Giá xe thì nó lên khoảng tầm 2-3 triệu rồi, không còn được 36, 37 như ngày xưa nữa. Bây giờ nó rơi khoảng tầm 43 triệu. 43 triệu. Đúng rồi. Nhưng anh em nào liên hệ với em đối với dòng này. Đây, em bớt cho 1 triệu là còn 42. À, bên đây có luôn nè. Em bớt cho 1 triệu là còn 42 nha. 15 tháng 10 đến 30 tháng 11 bên đây nha. Còn dạ. 1 triệu đồng khi mua là xe Li Vario 160 với là dòng Amplas. Đó. Và đặc biệt là thấy là cả 3 triệu khi mua Genesis hết luôn. Đúng rồi. Dữ luôn đó nha. Đó, đây em báo giá cho mình là giá đã bao gồm xuất hóa đơn đỏ 10% giá trị của xe, thuế VAT, thuế nhập khẩu, thuế môi trường, thuế mà anh em hay báo. Đó, cho nên là mọi người cứ yên tâm về phần này nha. Rồi. 42 triệu bao xuất hóa đơn. Giấy tờ. Không có xin thêm ha. Rồi, giấy tờ thì anh em cứ cộng thêm cho em, nếu như mình ở đâu thì cứ cộng thêm, còn rồi. Lại là không có xin thêm bất kỳ các thuế. Rồi, đó. Ok em, rõ ràng là như vậy nha mọi người ha. Rồi còn có đến màu đỏ nè. Đây đó nha, màu sơn 3D. Màu sơn 3D, màu zin ở trong. Đó mọi người có thể xem sơ qua ha. 42 triệu nha. Nhớ là 42 triệu là bao tất cả các thuế nha. Ok, có trả góp là đầy đủ cho anh em dạ. Hết. Nên là mọi người mà cần tư vấn trả góp thì cứ liên hệ trực tiếp với Kiều Lam để Kiều Lam tư vấn rõ cho anh em mình nha. Dạ. Rồi, rồi, kế đến sẽ là màu cái màu quốc dân. Màu quốc dân hả? Dạ, kế đây ha. Đây là màu quốc dân nha mọi người. Màu này là anh chị em mua rất là nhiều luôn. Màu xanh nha. Rồi còn có màu đen nè. Rồi màu xám nè. Xám xi măng. Dạ. Xám xi măng phải nói là rất là đẹp anh em nha. Đẹp lắm. Nhưng mà em bán có sao thì nói vậy nha. Tức là một con xe. Con này là con sơn 3D nha mọi người, không phải là con zin đâu nha. Mọi người nhìn kỹ lại, nó là sơn 3D. Ok, đúng chính xác dạ. Luôn á. Còn nếu như mà con zin cửa hàng vẫn có luôn ở trong kho nha mọi người. Rồi. Con zin nó là dạng là phiên bản xám thể thao.
giá nó rơi vào khoảng tầm là 45.500.000 đồng. Đó là còn zin á. Còn con sơn thì bây giờ 42 cộng 2 kiểu 44 thôi. Rồi. Nên là anh chị em là mua xe, anh chị em hỏi kỹ là xe bên em bán là màu sơn là màu zin, chứ đừng có theo kiểu như mà thấy nó rẻ rồi nhà vô mua về rồi mới biết đó là màu sơn. Là đời nói chung là mình chỉ nói cái màu thôi thì người ta bán theo cái màu. Đúng rồi, chính xác. Còn em thì em tư vấn rõ cho anh chị. Tại vì bây giờ màu xám nó rất là gọi là nó rất là cháy cho nên là có nhiều cửa hàng người ta sẽ đặt sơn lên rồi mình mua cái màu đó mình vô mình chọn ngay cái màu đó mà. Ừ. Nhưng mình đâu có hỏi là phiên bản nào đâu. Đúng rồi. Đó. Nói chung là đó là một phần của marketing đó. Rồi, đó là những cái giá của Vario nãy giờ anh em mình tham khảo. Sau đó giờ sau Vario mình sẽ đến với cái mẫu nào cho 10 đây Lan? Vario thì là Future đi ha. Ok, Future trên đây nè. Đây mọi người, Future. Cháy luôn đó nha, bao cháy bao đẹp luôn. Đó là màu màu cam, cam đen. Đẹp cực kỳ. Lạ lắm anh em, thường Future mình thấy là màu trắng rồi màu đỏ màu xanh vậy đó thì thấy, chứ thường đi ra đường là không bao giờ thấy được màu cam luôn nha. Mình là chỉ thấy tại cửa hàng thôi chứ ngoài đường không thấy anh em nào chạy màu cam nha. Màu cam đa số là em thấy là các anh chạy nhiều hơn các chú. Ừ. Nhà màu cam trẻ đa số là mà trẻ trung hơn, nó tươi hơn. Còn nếu mà các chú chạy thì em để ý là sẽ chạy những cái màu như thế này nè. Ừ. Tuy là màu đỏ thì nó hơi nổi, màu trắng thì nó sáng, nhưng mà thực dạng kiểu như các chú lại khoái nó từ từ giống như con Thái á. Đúng rồi, giống như quay Thái vậy đó. Đúng rồi, quay Thái. Đó, còn không thì các chú sẽ đi màu xanh bên kia. Ừ. Hoặc là màu đỏ, đỏ người gọi là đỏ đô. Ừ. Màu đỏ đô cũng là màu đỏ quốc dân luôn á mọi người ơi. Bên không kia có một chiếc kìa. Dạ. Thì thực tế là không chỉ đối với dòng phun trào mà các chú lại thích màu đỏ đô đâu. Nhưng mà em để ý là các cô luôn á. Ừ. Màu đó thì anh thấy là cho những cô chú mà trung trung lớn lớn tuổi là sẽ thích lắm. Tại vì nó đầm, nó điềm hơn. À, rồi hiện tại là phun trào giá mình sao em? Phun trào thì hiện tại khoảng tầm 32 triệu màu rẻ nhất nha. Ừ. 32 triệu là cho cam đĩa phiên bản màu rẻ nhất đó anh em nha. Dạ đúng rồi. Mâm đĩa rồi thì nó sẽ cao hơn. Còn riêng mà độ sơn 3D thì phải cộng thêm chi phí như lúc đầu Kiều Lam cũng có tư vấn cho anh em mình rồi đó. Dạ rồi. Rồi. Ok em. Rồi kế đến sẽ là phiên bản SH-MOD nha mọi người. 57 triệu bao gồm thuế VAT ha. Có một cái chiếc màu xanh đen rất đẹp nha anh em. Cái này xem thực tế là ok lắm. Không biết là qua ống kính này như thế nào chứ thực tế là đẹp lắm nha. Ừ. Rồi. Ngoài kia nhìn thấy có SH-NAM về nữa đúng không? Dạ đúng rồi, SH-NAM về nữa. Một xíu mình vô trọng mình quay cho khách luôn ha. Rồi, giờ mình tới đâu đây em? Mình vô mình cho Vision màu sơn 3D đi anh. Đây, anh em mình vào đây ha. Lúc đầu nãy là anh em mình có thêm Vision phiên bản màu gốc. Còn bây giờ là màu sơn 3D nè, rất là nhiều luôn nè. Cái này đã không? Đẹp chưa? Tám xi măng. Mấy cái màu sơn của Vision là mình vẫn cộng là 2 triệu đúng không em? Dạ đúng rồi, cứ màu sơn là cộng thêm cho em 2 triệu là được nha. Ừ rồi, ok. Lướt qua tất cả những cái màu sơn cho anh em mình theo dõi nha, camera ha. Anh em nào mà cần màu nào thì liên hệ với Kiều Lam giúp em nha. Rồi, đa màu sắc hết, ngoài màu sơn là có độ bánh mâm nè, có độ đèn rồi đầy đủ hết à. Nhiều lắm nha mọi người ha. Từ màu tím, màu xanh, phủ bánh tím rồi, đầy đủ hết. Ngoài đây anh thấy có mấy chiếc bít nữa nè là. À clip này khách hỏi nhiều lắm anh. Nhiều lắm đúng con không? Con này cửa hàng đi. Em đang bao xuất hóa đơn chỉ có 25 triệu 900 nghìn đồng thôi. Ừ. Bao xuất hóa đơn cho mình luôn. Về tự làm biển số 25 triệu 900 nghìn đồng. Ok, 25 triệu 900 thôi anh em thấy đã không? Trước đây là giá của nó rất cao nha, hàng 4 là có nha. Sau thời điểm này mình thấy là giảm xuống ba mấy mà không tin là bây giờ chỉ còn có hai mấy triệu như thế này thôi đó. Dạ. Cái này mình góp không đồng vẫn được mà đúng không em? Dạ đúng rồi, góp không đồng vẫn được. Nhưng mà khuyến khích đem theo 2 triệu đi, để dễ đậu. Rồi, ok. Dạ. Ngoài ra còn có dòng SH nữa nè. Ừ, đây SH Plus 3 cho chị phụ nữ là có đầy đủ nha anh em ha. Rồi Novit cũng có luôn. Giá SH Mod chỉ dao động khoảng tầm 57 triệu thôi ha. Ừ, rồi. Đó, còn kế đến là SH 350i vẫn có luôn nha mọi người. Đẹp ghê không? 350i thì em thấy là nam chạy nhiều hơn. Nam chạy khách hàng mua nam với lại phiên bản này nhiều hơn á. Ừ. Đó, rất là đẹp luôn ha. Kế đến sẽ là đây ha. Màu trắng của 160. Thì 160 em báo giá cho mọi người hết hồn luôn. Đâu, em kiểm tra giá báo cho anh em mình theo dõi. Mọi người, anh nhắm con này 160 khoảng tầm bao nhiêu? 160 mà phiên bản màu trắng đúng không? Đúng rồi. 160 mà phiên bản thắng CBS thì chắc chắn nó phải dưới 100 rồi. Nó ghê khoảng là có 93 triệu thôi. Có 93 triệu thôi. Đúng rồi, 93 triệu đó với phiên bản C. Ừ. Đó. Còn nếu như mà mua phiên bản A đúng không? Anh nhắm thử đi phiên bản A là bao nhiêu? Phiên bản A cỡ 100 lẻ mấy em, dưới 105 đúng không? Hay là trên? Có 97 à. Có 97 thôi hả? Đúng
rồi. Tại vì thường anh nhớ là cập nhật cái thắt á, anh nói thật tình mà nói luôn nha, anh không có nắm được giá thắt cao đâu, tại vì thường là anh thấy nó dao động nhiều quá, và trước đây là giá cao lắm luôn á. Không rồi. Bao giờ mà có việc mà thắt mà ABS mà dưới 100 mà 150 như thế này luôn á. Thời điểm bây giờ là giá thắt rất tốt luôn đó nè. Còn nếu mà phiên bản mà xám xi măng nha, nếu mà nói xám xi măng thì nó rơi vào khoảng ở tầm 105 triệu thôi. 105 triệu. Đúng rồi. Có thể nói là SH bây giờ là nó dưới 110 triệu bao gồm biển số. Quá tuyệt vời luôn. Từ con phiên bản mà rẻ nhất á. Anh còn nhớ những cái thời điểm mà 150 ABS nó lên tới 125 đến tận 130 triệu giấy tờ. Đúng rồi. Còn ngày xưa em bán một con SH biển huyện thôi, nó rơi khoảng tầm 123 triệu. Trời ơi. 23 triệu 500 nghìn đồng. Đó. Còn rồi, bây giờ là giá quá tốt rồi đúng không mọi người? Cứ lấy màu nào cũng có hết, cứ màu sơn là cộng thêm cho em 2 triệu. Nha, cứ màu sơn là cộng thêm cho em này. 2 triệu ha. Mọi người cứ theo dõi nha, màu sơn thì cộng thêm 2 triệu. Dạ. Màu cam trái đẹp phải không? Rồi màu xám xi măng, rồi xám bánh tím có đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Rồi. Rồi rồi, mình đi lên mình quay xe cung tay ha. Ok em. Dạ rồi. À, thì hiện tại trên lầu công tay đang có những dòng như là Honda Winner với Accenter, nên sẽ quay Winner trước cho anh ha. Ok. Thì đợt này Winner đang có chương trình giảm giá 3 triệu đồng khi khách hàng có liên hệ đặt lời trước. Ví dụ giá xe nó rơi khoảng tầm 36 thì bớt cho mình có khoảng tầm 33 triệu thôi nha mọi người. Giá rất là mềm luôn và trả trước chỉ có khoảng tầm 2-3 triệu đồng là rước ngay về nhà rồi nha. Ok. Đó, màu sơn thì cứ cộng một sơn thì cộng thêm cho em 2 triệu nha mọi người. Còn đối với dòng Ad á thì hiện tại đang cũng rơi vào khoảng tầm có 42 triệu thôi. 42 triệu dạ, đó là có rồi. Dạ là có xe rồi nha mọi người. Mọi người có thể xem sơ qua màu ha. Đó là xe tên 155 luôn đúng không em? Dạ đúng rồi, 155 luôn. Còn nếu mà 150 thì một xíu qua tới con kia em báo giá luôn ha. Rồi ok. À, màu sơn thì cộng thêm 2 triệu bao gồm thuế VAT 10% cho anh chị em luôn. Đó. Còn ở đây có con vài con Cirrus nè. Đây. Cirrus 18 triệu bao gồm VAT nha mọi người. Đây anh em nha. Cirrus 18 triệu. Dạ. Cái này là phiên bản bánh căm thắng đĩa. Đúng rồi. Đây phiên bản đùm. Căm đĩa đó em, căm đĩa. Đây, 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 từ từ để em coi chứ. Căm đĩa đó. À, đĩa, đĩa là khoảng tầm là 19 triệu 500. Rồi, đĩa là 19 năm. Đùm là 18 triệu. Đó. Rồi. Rồi còn đó quay alpha là 18 triệu 500. Ok. Quay alpha là một trong những dòng xe số quốc dân tiết kiệm xăng bền bỉ mà giá rẻ mà kêu bán là xe cũ là rất giữ giá luôn đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ý xì luôn. Đó, mua con xe mà 2 năm trời. Ra giấy tờ là khoảng tầm 19 năm mà bán lại 2 năm trời bán khoảng tầm 13, 14 triệu là giá nó giữ thôi. Đó là chuyện bình thường luôn. Dạ. Rồi. Đó rồi, em xin tên màu sơn nè. Màu sơn thì như em nói, cứ màu sơn là cộng thêm 2 triệu nha mọi người. À 150, 150 cửa hàng đang hỗ trợ giảm giá chỉ còn có 39 triệu 900 nghìn đồng. Đã không? 150. 150 và đây là màu giới hạn luôn đó anh em. Dạ, đợt này được trợ giá nha mọi người. Rồi giảm em, dạ. 40 là quá tốt rồi ha. Rồi, em Mixkin thì còn khoảng tầm là 45 triệu nha mọi người. Bao VAT, bao nhập khẩu, thuế nhập khẩu nha mọi người. Nhưng phải 45 mà nhân lên 4 triệu 5 nữa nha. Ok nha, dạ. Rõ ràng đúng không? Giá quá tốt luôn rồi. Rồi, đây mọi người có thể xem sơ qua những dòng Vario màu zin nha mọi người. Đây chắc là mấy cái xe, những cái xe mà mình mới về này đúng không ta? Đây là những cái xe mà khách hàng đặt sơn. Tức là tụi em chưa tháo áo ra, giống như thế này đi. Hai con này tụi em đã tháo áo ra rồi là khách hàng người ta đặt sơn. Người ta không chạy xe về. Xong rồi cửa hàng sẽ để xe ở đây và để trên lầu luôn á. Để tránh trường hợp lấy lộn xe của khách hàng á. Ok. Đó, đặt sơn nè, nguyên một vàng nè, vàng đặt sơn của khách hàng em nè. Rồi, ok. Thực tế là cửa hàng em nhận sơn thiết kế theo yêu cầu rất là nhiều luôn. Một phần là nhận sơn nhiều là do anh hay chị em ở xa á. Xong rồi tụi em sơn xong thì em mới giao xe. Đó, cho nên là xe là nó sẽ dựa vào số khung, số máy của xe nên là tụi em để trên đây luôn. Đúng rồi. Dạ, để khỏi bán nhầm. Rồi, Vario thì lúc nãy bên dưới Kiều Lam cũng đã báo cho mọi người hết rồi ha. Bây giờ thì ở đây mọi người thấy là có thêm những cái màu như là đỏ đô nè, rồi màu xin, màu xanh cũng có, rồi sơn xám phủ ánh tím cũng có. Phía trên mọi người thấy là màu trắng nè. À, màu trắng, màu đỏ. Có điều quá, ngoài những cái dòng xe mà anh em mình đã giờ báo là cũng còn rất nhiều cái mẫu xe khác. Nếu mà anh em quan tâm thì nhớ liên hệ với Kiều Lam nha. Dạ. Rồi, mình còn thêm báo cái mẫu nào cho anh em nữa không? Mọi người có thể xem sơ qua những cái mẫu 50 đi. Ok. Tại vì em quay nhiều clip rồi, người ta còn là khách hàng, người ta hỏi 50 nhưng mà người ta ở xa quá. Nên là không có lên được. Nhưng mà các bạn thì cứ yên tâm về phần này, khi các bạn ở xa chỉ còn là alo cho em, cọc đúng 1 triệu đồng, em ship xe cho anh chị em luôn. Hoặc là anh chị em không tin tưởng, cọc có tiền ship xe thôi cho tụi em cũng được nữa, thật sự. Tại vì gọi là tâm lý khách hàng mà anh bây giờ xã hội ghê quá, cho nên là người ta rất là sợ cọc, thật sự nha. Em đặt vô tâm lý khách hàng, em hiểu
là tức là người ta rất là sợ cọc, hỏi cái cọc á thì người ta lại không muốn, đúng muốn rồi. Nhận xe mà không muốn cọc. Nhưng mà cửa hàng em cũng vậy thôi, tụi em cũng giống như anh chị vậy đó. Nếu như mà anh chị sợ cọc thì bên em cũng sợ anh chị bùm kèo. Đúng rồi. Đó nên đúng là đó. Anh chị cứ cọc cho em có tiền ship xe cũng được. Đó kiểu như anh chị đã biết được cửa hàng của em rồi, nằm quốc lộ nào rồi, em cũng đang quay YouTube cái mặt em ở đây rồi, cho nên là anh chị cứ yên tâm về phần này. Cứ ở xa nếu mà cọc được thì cọc cho em 1 triệu cũng được, còn không á thì cọc cho em có tiền ship em gửi về cho nha. Rồi, rõ ràng quá rồi đúng không mọi người? Dạ. Còn nếu mà anh chị mà còn thắc mắc thêm vấn đề nào nữa thì cái số điện thoại bên góc trái màn hình mọi người cứ nhấc máy lên alo và sau đó là Kiều Lan sẽ giải đáp rõ ràng hơn nữa ha. Dạ. Rồi. Hiện tại là mọi người hãy nhớ rằng khi mà mọi người xem YouTube, xem Zalo, xem YouTube hoặc là có kết bạn Zalo với em Lam tại cửa hàng xe máy An Thành Phát thì nhớ khi vô cửa hàng á mua xe đưa cái tin nhắn ra hoặc là đưa cái YouTube ra bảo là liên hệ với em Lam hoặc là có xem YouTube của em Lam thì mọi người sẽ được hỗ trợ ưu đãi nhiều hơn so với vô trực tiếp cửa hàng. Ừ thấy hồi trước còn cái quyển hồi vô đi người ta hỏi có liên hệ với ai không, không bảo tự nhiên vô cửa hàng mất 1 triệu. 1 triệu gì tiền gì, tiền xăng xe đi lại, mất thêm tiền hỗ trợ từ quà gáp này nọ đó, tại vì đây là đây anh Ngô Nguyễn là được đặc quyền hỗ trợ trên cái kênh này những phần quà đó. Vô trực tiếp cửa hàng quà ít hơn thì mới mốt quay lại hỏi tại sao hôm bữa tôi mua cửa hàng này không có cái đó là không được đâu nha. Vậy là mọi người phải nhớ rõ ràng là mình xem Kiều Lam thì nhớ là nói là có thì ở Kiều Lam hoặc là có chat trực tiếp rồi. Thì đưa đoạn tin nhắn chat ra cho cửa hàng biết nha mọi người ha. Dạ. Rồi em còn nhắc nhở thêm vấn đề nào với anh em anh chị khách hàng nữa không? Nhắc nhở là trước khi mua xe anh em nhớ cầm theo căn cứ công dân gắn chip để Kiều Lam hỗ trợ anh em mua trả góp nha. Còn mua tiền mặt thì có thể xí xóa là anh em để căn cước ở nhà cũng được, nhưng mà mua trả góp bắt buộc phải cầm cái góp theo nha. Đúng chứ rồi. Đi nửa đường chị ơi em đem photo theo là mua góp là không được nha. Không được nha. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video nha. Xin chào anh chị các bạn.